làm cái gì. Thì bạn nghĩ là dê là từ E đến E2 đó. Dạ. Rồi tính cái này coi. Theo định nghĩa nè. Định nghĩa nha. Nhắc lại định nghĩa nè. Tích phân từ A đến B của Fx Dx chính là lấy nguyên hàm của Fx. Lấy nguyên hàm của F nhỏ nhất nha. Rồi gần sao? A đến B. Còn cái này chính là FB thì FA. Chưa? Thì ngược lại nha. F của E của 2 trừ của FE bằng cái gì? Bằng FX gạch sập xuống E E của 2 bằng cái gì? Bằng tích phân từ E E của 2 Fx Dx. Mà từ E này hay thì Fx Dx là cái thằng này. Dạ, yeah, ok. Thì mình tính này thôi nha. Mày đặt cái này là Y đi, mình tính là Y sẽ bằng cái gì? Yeah. Tất nhiên cái này bóng máy là ra rồi. Bóng máy cái này là ra đáp án luôn á nha. Xong mà dầu nó bán đáp án nào giống cái số lẻ của mình thì mình chọn. Nhưng bây giờ thầy đang dạy em được luật. Để đủ đi thi, người ta kêu em hãy trình bày câu 15 dưới dạng đường luật mà vắn tắt. Vắn tắt đây không có nghĩa là cái này bấm máy cái đây gì nha, không có cho nó chấp nhận nha. Trình bày đàng hoàng. Cái này nên học đàng hoàng để muốn lên đại học học tiếp. Học đại học gặp rất nhiều về tích phân, nguyên hàm, liên ở giới hạn, số phức. Đó. Hình học không gian thì lên đại học không có gặp nhiều, không có. Còn học không gian mà ba chiều mà tính thể tích này nọ thì những bạn học kiến trúc thì nên có khái nhìn khái quát về ba chiều, về 3D thì trong kiến trúc vẽ hình khối rất là nhiều, thấy không? Nói chung là khi kiến trúc là tự nhiên thấy cái việc mình vẽ với cái việc học không gian nó rất là quan trọng để mình tưởng tượng ra. Về đi bạn này đúng không? Mình làm như sau. E muốn 2 cái này thì mình tách ra như sau. Một chữ L nít đi trước đi, một chữ đi sau. Dạ, mình sẽ đặt đặt L nít bằng T. Rồi suy ra đặt hàm L nít là 1 phần X DX chính là DT. Độ cạnh X là E E muốn 2 T. Thế E muốn 2 như đây. L là E muốn 2 thì bấm máy đi, thế là 2 đó. L là E bấm máy là 1. Dạ. Rồi mình ghi đây cho nhanh nha. Tích phân là từ 1 đến 2. 1 trên L nít đúng không? Mà lấy là T là 1 trên T. 1 trên D chính là DT. Nguyên hàm 1 trên T chính là L trị đối của T. Gạt dọc xuống 1 đến 2 bằng là 2 chia trừ cái L là 1 thôi. Con đây. Con đây. Dạ. Bằng L là 2 là L là 2 L là 1 là 0. Bằng đáp án là nhiêu là A. L là 1 là 0 nha. Bằng L là 2 đó. Đáp án là A. Dạ. Ok. Rồi 16. Thank you.
trên bằng xuống nha. Trong không gian với tờ đồ ô kia chép cho mặt cầu và hai song song với D và delta, đây cái mặt phẳng luôn rồi. À về gọi là mặt phẳng nha. Phẳng nha. Mặt B song song với D. Rồi B song song với delta. Giờ mình chia điều gì? Suy ra cái vector của thằng V đó chính là lấy hai thằng D với delta ghép lại. UD ghép với U delta nha. Dạ. Rồi. Nhiêu? Mà UD bằng nhiêu? UD là nhiêu? Bài này cũng dạng là hơi khó khó nhưng hơi kề dạng luôn. UD trong trong đề cho là 221 đúng không? UD để cho là 221 thành nhập 1811 221 2 nhập 1 nhập. Rồi nhập cái tờ thứ hai của U delta là 1 trừ 2 trừ 1 xếp 5 2 2 1 nhập cái vector U delta là ba số ở dưới á, 1 trừ 2 trừ 1 1 nhập trừ 2 nhập trừ 1 nhập chưa. Rồi bấm nút on rồi shift 5 3 shift 5 4 ra là 0 3 trừ 6 dạ. Rồi có thể mình rút gọn vì đây là vector có thể rút gọn chưa, có thể rút gọn thành gì không được ghi bằng nha, suy ra chia hết cho ba đi, ba chia ba là 1, 6 chia cho 3 là trừ 2 cũng được thì chưa. Rồi thấy nào giống mình không, 1 trừ 2 B với C giống đúng không? B với C giống. Rồi vậy suy ra mặt thẳng B của mình đây là dạng toán khó vì nó không cho qua điểm, biết gì mặt phẳng mà không cho qua điểm mà cho tiếp xúc với mặt cầu là dạng toán hơi khó. Vậy mặt thẳng B của mình tạm thời như sau: không ít cộng 1 y trừ 2 z cộng số mấy chưa biết, thành ra thì gọi là cộng m đi ha, m bằng 0 chứ yeah. Không ít ghi thì kỳ quá, 1 y ghi kỳ quá thì ghi là y trừ 2 z cộng m bằng 0. Bây giờ mình phải tìm m đó, phải tìm m mới hoàn thành cái biết cái gì là bằng b. Rồi mặt cầu, mặt cầu nó cho về thì suy ra tâm là nhiều s nè, có tâm y nhiều. Muốn tìm tâm mặt cầu thì lấy ba con số ở trong mặt đơn đổi dấu nha, ba con số ở trong mặt đơn đổi dấu tức là 3 1 0. Nhắc lại nè, cái UD với UD ta lấy làm sao? UD lấy 3 con số ở dưới của cái đường thẳng D. UD delta tức là lấy 3 con số ở dưới đường thẳng delta. Yeah. UD là 221. UD delta nó là 1 trừ 2 trừ 1. Bấm 1811 nhập vector UD vô. Xong rồi shift 5221 nhập vector UD delta vô. Sau đó bấm nút on hoặc là nút AC. Rồi shift 53, shift 54 cho bạn. Nó ra là 0 3 6. Nhưng vì là vector mình được quyền rút gọn, chỉ có vector được rút gọn nha, điểm không được rút gọn nha. Chia hết cho 3, 0 chia 3 là 0, 3 chia 3 là 1, trừ 6 chia cho 3 là trừ 2, được quyền rút gọn. Và cái vector pháp lý của mình là 0 1 trừ 2 đây, thiếu m rồi đúng không?
điểm mà xong. Không có viết theo kiểu tìm điểm với tìm cái vector bắt tuyến nha, không có ra đâu. Bài này là nó giấu cái điểm ra, mình phải làm cái kiểu này. Và bán kính mặt cầu tính sao? Lấy căn của vế phải. Căn vế phải. Căn vế phải. Được chưa? Vậy là bao nhiêu? Căn 5. Chưa? Ok. Thôi ghi vậy nó hơi sầm sạc không kể. Rồi. Bây giờ mặt phẳng lúc tiếp xúc với mặt cầu thì như thế nào? Mặt cầu nè. Mặt cầu S đây. Tâm Y đây. Được chưa? Muốn tiếp xúc với mặt phẳng. Phẳng B rồi đó. Thì sao? Thì khoảng cách từ Y đến B phải bằng bán kính. Nhớ nha. Khoảng cách từ Y đến phẳng B nó phải bằng bán kính. Đây là điều kiện tiếp xúc. Nếu lớn hơn thì không cắt. Còn nếu khoảng cách này nhỏ hơn R thì là cắt theo đường tròn. Cắt theo đường tròn. Còn đúng mặt R thì tiếp xúc. Lớn hơn là không đụng gì nhau. Nhỏ hơn là mặt cầu nó cắt phẳng. Rồi bây giờ tiếp sử dụng cái điều kiện này. Bố này đi làm tiếp. Rồi, làm này nha, từ này nè. Đây là bao nhiêu? 105 nè. Khoảng cách là gì? Khoảng cách là cái gì thì đối. Chia căn. Dạ. Căn này của ba số bình nữa. Bình. Một bình. Trong gì đối lại gì? Lấy Y thay vào B à. Lấy Y thay vào B. Rồi thay vào đây. Nha. Y thay vào B rồi thay vào đây. Y nè. Thay vô B nè. Rồi cho vô đây. Được chưa? Rồi. Số 3 thay vào X. Mỹ không có thì thôi. Số 1 thay vào Y. Số 0 thay vào Z. Bên cái mấy cái nè. Đưa vào trong gì tuyệt đối. Được chưa? Đưa vào gì tuyệt đối. Rồi nói lại nha, 3 thay vào Y không có nha. 1 thay vào Y là 1 nè. 0 thay vào Z tức là hạnh trừ 2 nhân 0 nè. Rồi cộng M. Chà, chia căn của 3 gì bình? Của ba con số x, y, z của b á, của b mình, này của b á, dạ, nè, không bình, một bình trừ hai bình nè, thì số không thì không có, thấy chưa? Nhìn tay cho nó dễ, không bình, một bình trừ hai bình, rồi, được, một, này không thì còn m. Và tiếp tục. Cái canh mấy? Canh 5. Mặt canh 5. Cho nên điều gì? Canh 5 trên chéo là 5 là 5. Thì 1 cộng M chấp trị tuyệt đối bằng 5. Thì chúng đưa 1 cộng M bằng 5. 1 cộng M bằng 5. Dạ. Bỏ tuyệt đối ra cộng trừ vế phải.
ra nhiều. Nghĩa m bằng 4 m bằng trừ trừ 5. Ủa, nó ra hai đáp án rồi. À, bài này dài. Vậy là có hai mặt phẳng tiếp xúc. Có hai mặt phẳng tiếp xúc với đường mặt cầu S. B với C đều đúng hết, nhưng mà chỉ trong một thằng thôi. À, bây giờ để ý câu này nè. Cái hai cái đều đúng nha. Nhưng mặt B mình là gì? Y nè, trừ 2Z nè. Cộng M tức là cộng 4 bằng 0 cũng đúng. Rồi Y trừ 2Z trừ 6 bằng 0 cũng đúng. 2B cứ làm đúng nha. Vậy hóa ra đáp án B với C đều đúng mà. Không có không? Bài này nó gài mình đó. Chú ý nè, chú ý câu này. Chú ý D nó song song với B. Delta song song với V. Chứ D nó không có nằm trong B. D nó không có chứa trong B nha. Sai. Song song với chứa khác nhau nha. Nào, đây đường thẳng D nè, song song với B rồi. Được chưa? Còn như vậy là chứa nè. Nó nằm trong là chứa luôn. Được chưa? Cái này là D chứa trong B nè. Đây là tình huống là D nè, chứa trong P. Còn đây là D song song với P. Được chưa? Thì mình test lại nha. Nếu cái đường thẳng mà chứa trong mặt phẳng luôn á, là loại mặt phẳng đó. Bây giờ mình kiểm tra lại nha. Xem D nó có chứa trong P không? Muốn biết D nó chứa trong P là sao? Lấy một điểm A nằm trong D, mình thay vào P. Nếu A nó cũng nằm trong P luôn thì là chứa, mà A nó không nằm trong B thì là song song. Chỉ ra nói lại nha, muốn kiểm tra D nó có song song hoặc là nó chứa trong B thì ta làm như sau. Lấy một điểm thuộc D thay vào B nha. Lấy điểm A thuộc D thay vào B. Nếu bằng không, suy ra là A chứa trong B. Nếu khác không thì suy ra A không chứa trong A thuộc B, đúng không? Suy ra nếu A, nếu mà bằng không A thuộc B thì D chứa trong B. Còn nếu A không thuộc B thì suy ra D song song với B. Rồi bây giờ bài này ác quá, cho nó bán gà nhau. Ok, vậy điểm thuộc D điểm nào? Điểm A thuộc D. Điểm A thuộc D và chia ra A nhiều. A là 3, 0, 2. Được chưa? Rồi lấy 3, 0, 2 thay vào B đây. Thay vào B nè. 3, 0, 2 thay vào B nha. Thay vào này đây. 3 thay vào Y. Không có. 0 thay vào Y. 2 thay vào đây thì là trừ 2 nhân cho 2 là 4, 4 0. Rồi chết rồi, vậy A thuộc B. Được chưa? Suy ra A thuộc B. A thuộc B về D nó chứa. D chứa trong B. Mà đề bài nói D song song với P không có chứa nha, đúng không? Nên thằng nào bị loại. Thử tiếp này thôi. 3, 0, 2, lấy 3 thay vào X, 0 thay vào Y, 2 thay vào Z thì là trừ 4, trừ 6. Khác không thôi, khác không thì không có thuộc. Và cái đường thẳng, mặt thẳng B này mới đúng. Được chưa? Ok, gài nhau cho nó nha. Vậy đáp án là này mới đúng nè. Vậy đáp án, cái này mới đúng nè. Vậy đáp án đó là đáp án B. Thôi tóm lại câu này vừa khó vừa gài á, thầy khuyên mấy đứa chúng mình yếu thôi, dẹp đi. Cút lùi lại cho tôi.
ta phải chỉ lui nè. Khi mình lấy hai cái tên mình ghép lại với nhau nó ra là 0 3 6 đúng không? Rút gọn đây là 0 1 2 đó. Thì mình thấy là những cái đáp án B với C là đúng rồi. Được chưa? Ok. Rồi. Thì lùi đại một trong hai câu B C. Ok thì thôi hết cách. Chứ mà làm cho tới nơi đi. Thì nó làm cái hai mặt phẳng rồi phải thử theo hai mặt phẳng cái nào đúng nào sai. Thì đề mà không có ác á, thì sẽ cho một cái đáp án nó giống như trang mình thì một đáp án nó khác hoàn toàn, còn nhìn cho hai câu như trang. Ok quá. 17. Trừ mình ít có ác quá. Sáu khó. Ok. 17 thì đơn giản rồi đúng không? 17 giống như cái đề kiểm tra vừa rồi. Tam giác ABC vuông đại A. Đúng chiều ha. A B tức là chiều dương là chiều này. A B. Rồi mình sẽ có cái tờ A B này. Vuông góc với tờ A C. Vâng, mà vuông góc là sao? Nhân nhau bằng không. Nhân nhau bằng số không chứ không phải bằng vector không. Rồi giờ tính tờ A B. Cái tờ A B. Lấy B trừ A đi ha. Để em có tài đồ rồi, em tính giùm thầy coi. 2 trừ cho trừ 1 là 3. 0 trừ 2 là trừ 2. Trừ 1 trừ 3 là trừ 4. 3 trừ 2 trừ 4, ok. Cái tờ AC. Lấy C trừ A nha. C trừ A. M cộng 1 mà trừ cho trừ 1 tức là m cộng 1 cộng 1 nữa là m cộng 1 cộng 2 tức là m cộng 2 ha. Cộng 1 cộng 1 là cộng 2. Rồi 4 trừ 2 là 2. 2 trừ 3 là trừ 1. Rồi nhân nhau. Nhân nhau là sao? Vector AB nhân vector AC. Dạ. Yeah. Nhân nhau. Hai này nhân nhau tức là 3 nhân cho m cộng 2 trừ 2 nhân cho 2 nè. Trừ 4 nhân cho trừ 1 nè. Bằng 0 nè. Dạ. Yeah. Nhân nhau bằng 0, nhân nhau đỏ bầy bằng 0. Rồi giải điểm m đây. 3 nhân m là 3m tính số rồi nha. 3 nhân 2 là 6. 6 trừ 4 là 2. 2 cộng với 4 là 6. M bằng bao nhiêu? 6 chuyển qua là trừ 6. Trừ 6 chia cho 3 là trừ 2. Ok. M là trừ 2. Đó bắt A luôn. Good job. Rồi 18 được phân quá dễ luôn. 18 tích phân từ 0 đến 1 dx, dx là ghi cho 1 cho nó sang ha. Trừ 2x cộng 3 đảo lại cho thầy cho đàng hoàng. Bạn lừa mấy em hả? Khổ lắm. Mấy đứa mà học giỏi không bao giờ lừa cho nó đó. Mà toàn lừa mấy đứa tốt mà. Rồi. Và cái này chính là 1 chia trừ 2 nha. 1 chia trừ 2 để số trên chia số dưới. 1 chia trừ 2 là n. Lần là cùng với cái mẫu nha. Nha. Đến đây tôi lại nhớ. Nhiều đứa cứ thấy ủa, trừ 2 mang ra đằng trước rồi sao còn trừ 2 nữa? Không có, công thức nó vậy. Số đằng trước phải là cứ 1 chia số trên chia số dưới.
rồi là cũng nguyên cái mẫu à. Tại sao vậy? Mày không thích nó vậy hết. Rồi bàn lấy số 1 hay vào, trừ số 0 hay vào. Lấy số 1 hay vào. Vậy là lên 1 hay vào. No. Là 1 hay vào là 1. 1 trên trừ 2 trừ 2 hay 3 là 1. Trừ cho trừ là cộng nha. Luôn luôn hai cái dấu này nó ngược nhau nè. Dạ. Trừ cho trừ là cộng. Lấy 0 vô. Thì là N3 nè, cái 0 vô là N3. Là bằng nhiêu? Lần 1 là bằng 0 này nha. Cái này là bằng 0 nè. Mất còn 1 phần 2 là N3. Tất nhiên mày bấm máy nó cũng ra thôi, nhưng mà thầy đang nhìn mày từng lần cho nhớ nè. 1 phần 2 là N3. Đáp án A. Ok. Rồi. Đến câu 19. Ồ, 19 là câu gắn nó. Rồi. Bây giờ mình phải biết phương trình vận tốc T mới được. Năm. Một xíu đây. Số ABC được chưa? À, tốt. Giống như chữ đây là chữ Y thôi, đây là chữ X thôi, không có gì hết, nên nó đổi tên đổi biến. Ok. Rồi giờ là cái góc tọa độ nè. Ở đây có mấy điểm nè? Không không đó. Không. Không. Thuộc đồ thị nè. Ở điểm nào đó? T bằng 10, V bằng 50 đúng không? 10. 50 đúng không? Tiếp tục gì nữa? T là 20, V bằng 0 đúng không? Độ cao bằng 0. Rồi, từ ba cái tọa độ hiện nay mình thế vô mình tìm ABC nha. Thế thứ nhất là 0, 0 thuộc đồ thị, đồ thị C đi nha. Thuộc C, mình suy ra làm sao? Thay 0 vào T, thay 0 vào V. Cái T trước, cái không trước là T nha, cái không sau là V đó nha. À. Cái này T này, này V này, T này V, T trước V sau mắt. T là X, V là Y. Rồi thay thay V bằng không nha, không như đây. Rồi thay T bằng không, không không. Đây là C nha, thì mình có C bằng 0. À, 0, 0 hết, thì C bằng 0. Xong, vậy thì đường C đúng không?
Rồi thay thằng 20 không nữa anh. T là 20. T là 20 nha. V là không nè. T V. V thay bằng không nha. Không. T là 20 thay vào đây. 20. Bình. Vì T bình mà đúng không? Cộng B trên T. T là bao nhiêu? 20. Dạ, cộng C. Nhưng mà bây giờ mình giải trên C nó bằng không rồi đúng không? Bỏ đi. Rồi có điều gì? Vậy thì mình có là cái này là không mà 20 mình là 400 đúng không? 400A cộng 20B. Thay vì không bằng mình ghi bằng không được không? Được ha. Ok. Rồi. Tiếp tục. Thay cái thằng thứ cuối cùng vô. T bằng 10, V bằng 50 nè. 10 50 cục C. Cái này nhớ là T nha, đây là V nha. Thay V bằng 50 vô. V là 50 nha. 50 bằng T là 10 nè, T là 10. T là 10 nha. 10 thấy đây. Thì ghi cho nhanh nha. Thì từ từ nha. 10 bình phương. À, T là 10 thấy vào đây. Đây là 10B. Cộng C nha, mà vì C mình tính được là không mà. Thôi. Bằng cái gì? Thì đây là nhiêu? 10 bình là 100 đúng không? 100A. Đâu 100A rồi. Cộng 10B bằng nhiêu? Bằng 10. Thay vì ghi 50 bằng thì ghi bằng 50 ha. Rồi. Bây giờ giải hai này này nè. Giải hai này này nè. Bấm máy là bao nhiêu? Bấm máy nhiêu? Bấm máy mốt 51 ạ. Mốt 51. Mốt 51. 420 không. Dạ. 110 50. Vậy A là 1 phần trừ 1 phần 2. B nhiêu? B là 10. Suy ra cái B của B mình tức là cái A là trừ 1 phần 2 đúng không? Trừ 1 phần 2 vào đây. Rồi, B là nhiêu? B là 10 đúng không? C là không rồi, vậy mình đã thành lập được cái phương trình cái đường cong này là cái gì? Đó, 1 phần 2T bình cộng 10T nha. 1 phần 2T bình cộng 10T. Rồi. Hồi lúc từ lúc bắt đầu đến lần thực tốc bao nhất thì xe được khoảng gần bao nhiêu mét? Hỏi từ lúc bắt đầu. Lúc bắt đầu. Rồi. Ok. Hỏi từ lúc bắt đầu. Từ lúc bắt đầu là không nha. Đến lúc đạt tốc cao nhất tức là 10. Đó. Lúc T bằng 0. Dạ, yeah. Đến lúc T bằng 10 thì quãng đường bằng bao nhiêu? Thì nhớ nè, vận tốc thì bằng quãng đường lấy đầu hàng. Vận tốc thì bằng quãng đường lấy đầu hàng nha. Thì suy ra
quãng đường chính là nguyên hàm của vận tốc. Nhớ nha, vận tốc là quãng đường với đạo hàm, nhưng ngược lại cái quãng đường chính là nguyên hàm vận tốc. Nhớ nha, DT vì là DT mà đúng không, quãng đường chính là nguyên hàm từ 0 đến 10. V, V là cái đám này nè. Chạy vận tốc thì bằng con dung của, xin lỗi, quãng đường thì bằng con dung của vận tốc. Rồi bấm máy nhiêu? Bấm máy thôi. Bốt bỏ. Nhưng bài này cũng là khó nữa. Đứa nào mà yếu yếu chúng mình thôi bỏ đi. Con dung phân số trừ 1 chia cho 2 T bình cộng. Tất nhiên trong trong cái tích phân này men theo ít nha, chứ đừng bấm cho chữ T, chữ T máy không có. Cộng 10 X. Rồi cạnh nào từ 0 cho đến 10 bằng 1000 chia 3 giống nào, giống thằng nào. 1000 chia 3 tất nhiên là quãng đường là mét này đúng không, vận tốc là mét trên giây, vận tốc là mét trên giây chưa, còn thời gian đó là giây đúng không. Ok, mét. Rồi đáp án nào à. Ok, cái khó bài này là từ cái đồ này người ta cho mình phải suy luận được cái công thức của nó. Dạ, ok. Có thể dùng cái đỉnh được. Cái này là cái đạo hàm, đúng không? Cực đại, tức là V phẩy thì bằng 2A cộng 2AT cộng B. Từ làm được, và làm được được. Thầy có nợ một hai câu gì số phức á, mà số phức nó dạy hệ lằng nhằng, nó giống như lớp 10, nó dạy hòn, nó không hay hay. Đó cái bài này cũng dạy lắm. Đây là cái hình vẽ của đề bài nha. Mình làm ở đây mình đã tìm được là cái công thức của V. Rồi quãng đường thì bằng con dung của vận tốc, quãng đường bằng nguyên hàm của vận tốc. Thế cần thế số vô là đây 20. Khoảng cách của hai đường thẳng và mặt phẳng. Dạ rồi. Khoảng cách của delta đến mặt phẳng V chính là khoảng cách của cái điểm A đến mặt phẳng V. A là cái điểm thuộc đường thẳng delta đó. Được chưa? Suy ra A nhiêu? Trừ 1. Lấy ba số ở trên đổi dấu á, đường thẳng delta á, trừ 1, 2, trừ 4. Chưa? Rồi. Từ khoảng cách từ A đến B nè, bằng nhiêu nè? Khoảng cách từ A đến B thì bằng chỉ đối chia căn. Lấy A thay vô B rồi thay vào đây. A đây thay vô B. B thì để em có rồi nha. Trừ 1 thay vô x của B nè là 2 nhân trừ 1. À, 2 thay vô cái y nè là trừ 5 nhân 2. Trừ 4 thay vô cái z nè trừ 13. Nhớ lấy mình cái vế trái của mặt phẳng nha, thay cái điểm vô cái mặt phẳng, thay vào đây. Rồi căn của gì? Căn của mặt phẳng là 2 bình nè cộng với trừ 5 bình nè
cộng với 2 bình. Rồi bấm máy đám này là nhiêu? Trừ 2. Bấm luôn đi. Căn ở dưới là 4 à. Cộng 25 à. Cộng 4 nè. Ở trên là module đúng không? Module ở trên là chỉ đối thì cứ lấy dương thôi ha. Cứ bấm là trừ 2. Trừ 10. Trừ 8. Trừ 13. Mình nhớ lấy số dương nha. Tại vì cái có cái gì đối nữa. Thế nào bấm shift phím luôn cũng được. Còn thôi cứ bấm số để lấy phần dương. Bằng căn 33. Lấy phần dương nha, vì mặt căn luôn là dương. Cái vấn đề ha. Ok. 51. Cái đề học gì hai một trường mình cũng hơi bị khoai ấy. Hơi khó nhai. Điền nguyên hàm. Nguyên hàm của căn 4 x 1. Tính đặt tê rồi đó. Dạ. Thôi cái đặt tê đi nha. Đặt căn 4 x 1 bằng tê. Đạo hàm hay vế chia ra x bằng cái gì? Đây quên, này là bình phương hai vế nha. Bình phương nhớ suy ra nha, thế nào thì tương đương là sai. Suy ra bình phương hai vế rồi đào hàm lên là 4 dx, còn này là 2 t dt, t bình đào hàm 2 t dt, suy ra dx là gì? Chia 2 qua tức là t chia 2 dt, còn thay ngược lên đây. Căn này là t đúng không? Để là gì? T chia 2 dt bằng t bình chia 2 dt đúng không? Nguyên hàm. Giờ bây giờ mới lấy nguyên hàm nha. T bình nguyên hàm là t cũng 3 chia 3 mà chứ chia 2 rồi. Chia 2 chia 3 đó là chia 6. C để trả t lại, t là cái căn đúng không? Cái căn này cũng 3. Dạ. Vậy là 4 x trừ 1 cũng 3 chia cho 6 C. Mà mũ 3 là sao? Mũ 3 căn mà mũ 3 tức là cái ngoặc đơn như là cái căn. Ok. Rồi giống nào? Giống B ha. Ok. Ồ, 57 phút rồi. Làm thêm câu nó dừng. Tại vì cái máy của thầy nó quay dừng 60 phút, 65 phút là nó ngắt. Năm 2 dễ rồi đúng không? Rồi. X là 3 nè. Từ hình nó có X bằng 3. Y là trừ 2.
Vậy là phần thực là 3, phần ảo là trừ 2 nha. Phần ảo không tính chữ y nha. Thực là 3, ảo là trừ 2. Và ok. Vậy là đáp án C. Ok. Rồi câu 23 cũng dễ làm luôn đi ha. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và vuông góc với đường thẳng D. Rồi ok. Mặt phẳng và vuông góc với đường thẳng. Được chưa? Thì cái vector của nó, vector mặt phẳng á, chính là vector của đường thẳng. Dạ. Vector mặt phẳng là vector pháp tuyến, là vector vuông góc, người ta hay kêu cái hiệu là chữ N. Vector của đường thẳng tức là vector chỉ phương, tức là vector song song, người ta hay kêu hiệu là chữ U. Mà UD thì sao? Lấy ba số ở dưới nha. 3 trừ 1, 2, 3 số ở dưới nha. Dạ. Yeah. Rồi đi qua điểm M. Qua cái điểm M. Tọa độ là trừ 1, 2, 0. Dạ. Rồi B. 3 trừ 1 2 à. Z x trừ y trừ z trừ, trừ những cái điểm nha. Trừ ở trừ 1 là cộng 1, trừ 2 trừ 0 gọi là gì? 3 x trừ y 2 z. Số nè, 3 nhân 1 là 3, trừ 1 là ghi số 3 đi nha. Trừ 1 nhân trừ 2 là 2, 2 nhân 0 là 0, thì 3 2 là 5. Rồi giờ một hẳn nào, với trừ y 5 d ha. Okay.